Dạ hello, xin chào tất cả quý vị. À, quý vị Văn Thọ quý vị ơi. Trước đây quý vị ạ. À, trong tổng gần 10 năm đây. Ở đi đâu đây? Tối nay gia đình đi vào vào phố quý vị ơi. Đây đây đây. Trời ơi, thành phố nhộn nhịp, về đêm nhộn nhịp quá quý vị ơi. Ôi trời. Đà Lạt. Quý vị quay mấy thằng Thỏ đi. Thỏ thích đi bộ chứ thỏ không thích bông. Trời ơi, xong vui thiệt cái chứ. Không nhiều bông rồi, thôi đưa bông đi, bông nhanh đi. Ủa đi, đi coi có quán gì ăn không? Đi đâu biết đâu gặp khán giả cái cuộc sống miền Trung nữa. Rồi. Review ẩm thực ở Sài Gòn luôn. Wow, hấp dẫn quá. Ôi, cái Sài Gòn này quay phim mình phải giữ điện thoại chứ không là giật cái công năng không hay luôn á. Ờ. Lạnh lắm lên chứ phải. Ờ, mình đi vô đây coi thì có gì không nè. Ở đây có thấy đâu loại thấy nhiều nè anh thế ơi. Hả? Có gì? Ở đâu? Sao mới sáng lắm. Đi chờ hả? Có chờ hả? Dạ, ta ra biển chờ đó. Ừ. Sáng cực kỳ lắm. Mà đi sát đường chứ không mà giật điện thoại cái tôi tiêu luôn á. Để đi xa ngoài đó. Thỏ ơi, con chào khán giả đi Thỏ, con chào khán giả. Con chào ông bà cô bác. Ừ. Ôi cảm thấy gọi ấn quá. Rồi, muốn quay chia sẻ cho cô bác anh chị theo dõi nha. Wow. Ở đây tắt chợ đẹp quá nè. Đi đi đâu ở đây đi xuống dưới kia đi. Còn chỗ nào đâu? Ở đây biết ăn cái gì vậy? Đi mình đi kiếm quán ăn tối đi. Dạ. Đi bộ nữa hả anh? À, đi. Hôm nay hạnh vui quá này nha. Tối gia đình đi chơi đi quý vị ơi. Dạ, đi chơi rồi ngày mai là ngày mai về tạm biệt Sài Gòn. À. Lại về lại Đà Nẵng. Ừ. Về Đà Nẵng lại bắt đầu bán hàng lại. Cô anh chị nhớ ủng hộ cho hạnh nha. Dạ, cô chú anh chị nhớ vô kênh nha. Vượt lên số phận. Mua hàng ủng hộ cho con quấy nha. Rồi, hả? Chào bạn nha. À, quý vị nhìn thấy này hình ảnh thật đây quý vị ơi. Anh cho anh cầm điện thoại là em đứng với bé Hạnh chút được không? Rồi mình đi lại kia đi coi có gian không, chắc có chứ. Có mỏi mỏi nói nghe có mỏi không mỏi nói đi một xí cho đói bụng rồi đi xí đói bụng ăn cho ngon. Đói thì chiều rồi chưa đói ra lại đói một giờ.
lùng lên cái. Mà bắt cóc em về nuôi đuối luôn á. Cộng chết đó. Ờ, cộng chết luôn á. Chống nhà đi còn quanh liền cứu mày. Ngày xưa đi đi một ngày đi tầm được mười mấy cây số, bán mấy số chứ. À, mười mấy cây số à? Đây đâu đi mười mấy là 35 hay con đi á. Ấy. Hey. Anh ở đâu anh hả? Ở anh ở đây nẻ không gặp em đi bán với số đi đi bộ. Ồ, có một lần á là anh gặp em ngay chỗ đường Lê Dũng á, anh định chạy xuống quay rồi nhưng mà đừng nói em chạy xe đang nhanh quá anh không mới đi được á chứ. Đừng có chưa có gì. Chưa có gì, duyên chưa tới đâu. Hồi trước mà em ra nẻ bán với số đi bằng đạn đi nè. À. Ở đó anh gặp em thì em đỡ khổ. Phải đi mổ luôn đó anh. Kinh à? Vì đi bộ này quá nè. À. Sao thấy tàu quá à, chế cho chiếc xe điện cái kỳ đây. À. Đi 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 bộ tóc lại phía này đi anh. À, để cho thôi. Đuối rồi, đuối rồi. Ăn no rồi mà giờ thấy đuối rồi đó. Hỏi quá. Mỏi quá rồi. Để chị cầm em đó, đứng đứng cũng vẫn đó nha. Có một người là bao nhiêu người trợ giúp. Không biết. Anh biết tôi làm gì là à. Sướng thiệt rồi chứ. Kỷ niệm Sài Gòn. Kỷ niệm Sài Gòn dấu yêu. Sướng hồng luôn rồi. Ở đây đúng không? Ở phía đây nhỉ? Đi vô phía trong đi thôi. Đây chú Tài á. Chú Tài bọc bé thỏ này. Để đến đàn thông nó thiệt. Ờ hả? Rồi đây bán xoài bán ổi nhiều. Cái xoài to kìa anh hả? Ừ. Cái xoài nó chứ 1 kg gì. Ừ, chắc là đó nha. Mà xoài này ăn nó không chứ. 3 kg 20 ngàn. Cái gì mà thở thì như sao. Vui gì? Kỷ niệm á. Trời. À, mai về rồi. À. Nãy giờ đi chơi cũng vui lắm quý vị ơi nhưng mà hát bài nè, hát bài nè. Hả? Hát đoạn nè. Chứ tự nhiên biểu hát. Không, mình vô phía trong kia ở đây nhạc ầu quá. À. Tới giờ đi chơi cũng vui lắm quý vị ơi nhưng mà do nhạc rộn ồn quá nên lại cũng không có chia sẻ đầy đủ video được quý vị ạ. Mà đi ra ngoài thì nhạc nó bị dính bản quyền đó quý vị. À, mấy cuốn ăn rồi đó họ mở nhạc lớn quá nên là video khi mà mình chia sẻ thì bị bản quyền, cũng rất là nguy hiểm cho kênh nên là Hải không có chia sẻ. Bây giờ đi về Hải cũng chia sẻ một chút hình ảnh cho quý vị cùng theo dõi. Đúng giờ, đúng giờ. Vừa vừa mà không bóng nặng lắm á. Người họ có xí mà cũng không à. Đuối không? Anh khá đuối không chứ không phải hạnh lộn gì đuối. Em cũng mỏi chứ, em bu em cũng mỏi tí. Em bu mày cũng chết à. Trời. Cái tên của mày cũng chết.
đúng không? Thả được bé nhỉ. À, trướng mày. Kỷ niệm mà. Mày đúng không? Thương hết mày nhỉ. Thôi mày lên. Ở đây. Thở mày không thở. Chào cô. Yeah. Cô cũng là khán giả cái kênh đó. Dạ. YouTube là cô ở đó rất là. Dạ. Đó nè, cô có coi con luôn á. Coi nhiều lắm á. Dạ. Dạ. Em chỉ có chịu không nói là thấy nó liền cho cô là đâu bộ coi cái nguồn cảnh của hồi xưa cô coi nguồn cảnh của ba mẹ con hiếu hiền đó. Hồi xưa là đầu tiên là con để là ba mẹ con người trần. Dạ. Ủa trẻ. Trẻ trời cao bây giờ. Dạ. Con cảm ơn cô, con đi lên đây. Dạ chào cô. Còn người đây là người hùng. Người hùng. Dạ. Chả mấy khi được cái anh YouTube được vô đây ở đó không ai quá không. Đúng rồi. Đúng rồi. Bà coi qua ấy. Cô bé tí hôn. Dạ. Cô bé tí hôn này mà đâm có cô thì thôi á. Cô cho tấm ảnh, ngày mai cho tấm ảnh nha cô. Ồ mà. Dễ chị con cô gặp ba. Ô giờ mà nó điện hơi tối coi nha. Cho cô người nước ngoài. Dạ. Cái chừng cái thằng nửa tí cái tấm đào. Chú là ảnh là cuộc sống mình chung không. Dạ không. Đi từ Đồng Nai này, rồi bệnh viện Chợ Giấy ở đâu cũng ảnh là cuộc sống mình chung được. Cô chú yêu thương kinh khủng lắm mà. Giữ lại mà chơi mà. Chơi mỗi chỗ là sao luôn. Nhân khẩu thực tế. Dạ dạ. Hồi xưa chắc cô coi ba mà con yếu hiền chắc cô cũng chắc thấy thú vị lắm đúng không? Bởi vì cô cũng là người Quảng Ngãi mà. Ôi vậy ha. Dạ dạ. Nhìn nhìn cô chúng tay quá à. Giống người nước ngoài. Ở đây hơi mờ mờ điện thôi. Thôi mình đi lên phòng đi. Rồi, bạn con đi vô 3 ngày, hôm nay mấy ngày đúng là ở khách sạn đó cô. Mấy bữa bạn con ở dưới nhà trọ vậy đó. Vì ở những cái bệnh viện mà nó ở những nhà trọ mà gần bệnh viện đó, đó cô. Là đi lại cho dễ thì phòng nó nhỏ tí 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 hả. Ở đây phòng của cô á quý vị ơi. Qua ngủ không mũi cát ngủ không được. Mũi mũi cát này. Cát mũi cả người luôn, bữa qua tỉnh ấy. Không, ngửi chỗ nào lại cho. Tôi lại. Ở đây. Ông là lúc khỏe. Dạ. Tiểu tiểu xí cho vui. Thì rất là vui. Cho khỏe. Dạ. Con là cũng tùy của hoàn cảnh mà nó chịu. Con xin phép cô con lên phòng lại. Con cũng không nha. Đi đóng với lại bé hồi chiều á, bé dạ. Lịch sự á. Dạ. Thì mình đi không mình cũng nói vậy đó. Mình này cũng như trong mình cũng biết là con sao. Dạ. Dễ thương lắm. Đây người trong đây. Con giả. Dạ. À, người miền Trung rất là chân thật cô ơi. Mình chia sẻ là như sau, mình chia sẻ như vậy chứ mình không có gì. Dạ. Đó là con cô. Dạ là con đi lên nha. Dạ. Ôi trời ơi, giờ lên đây sáng đẹp quá trời. Trời ơi. Trời ơi, thỏ kìa. Trời ơi, thỏ kìa. Tức gì kìa. Vô tình hôm nay ở khách sạn trúng là khán giả của kênh Cuộc Sống Miền Trung luôn quý vị ơi. Cô làm tội. Dạ, cô làm tội. Hồi chiều là cô đem nước lên uống miễn phí luôn đó quý vị ạ. Quá. Chú cần. Nói là khán giả thương mình thì còn cuộc sống. Yeah. Vui tươi. Khán giả thương mình thì còn cuộc sống ấm no. À, cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi video nha. Chào tạm biệt tất cả quý vị. Ở quý vị thấy ăn xong rồi cũng còn một đêm lên đó. Anh cũng muốn chia sẻ những hình ảnh chân thật về chuyến đi cùng với lại đồng hành với lại hai vợ chồng của anh Thái và Hạnh ha. Xin cảm ơn quý vị, cô bác rất là nhiều. Giờ xe mình chạy lên luôn ga phía trên đó luôn rồi các bạn. Anh Tài. Đúng rồi, vô ga luôn. Rồi, chia sẻ chút để tạm hai vợ chồng anh tạm biệt Sài Gòn, về với Đà Nẵng.
sao đi mấy bữa nay thấy cảm giác qua Sài Gòn sao, hình chia sẻ cho cô bác bắt đèn lên được không bác bay? Đèn vậy à, được, bật đi nhắn vô, nhắn hai cái vô. Ờ, một cái thôi, bên kia nữa không phải thôi. Rồi, thấy rõ rồi, Sài Gòn đông đúc quá đúng không? Dạ đông, nhưng mà đi mấy bữa nhưng mà thấy cũng rất là vui, tại vì gặp được những cô chú yêu thương Hạnh này, rồi rất là tình người đúng không? Dạ tình người nữa, rất thương Hạnh. Nói chung đi đâu cũng được mọi người yêu thương hết, cho nên cảm thấy rất là vui anh ạ. Dạ việc trai mồ rồi bây giờ tới sân bay rồi, tới sân bay rồi tạm biệt Sài Gòn. Ê, nước cam sao đây? Dạ. Nước cam sao đây? Không lấy nước cam nè, quá chứ. Dạ dạ. Quá cầm cực lắm. Ờ, có bác tài. Bác tài ơi, dạ. Con vợ chồng con cảm ơn bác mấy ngày qua đã đỡ con đi rồi dành tình thương cho vợ chồng của con chú. Rồi nếu mà có dịp thì chú về Đà Nẵng ghé bọn con chơi nha. À, bác tài dễ thương quá rồi. Ơi, chào nội bác tài. Dạ dạ. Dạ dạ. Từ từ thằng này có chọc cái lỗ trúng á, cái nó cả dính luôn á. Em để mong cái thỏ luôn cho. Lần để em mang cái đó. Sướng mẹ sướng coi. Mẹ sướng không thôi. Bà cẳng đi mấy sướng này. Đi. À, sáng này đi về sớm quý vị ơi, hai vợ chồng của Hạnh về, còn Hải thì ở lại mấy ngày nữa. Anh ơi đi ra ngoài đi. Đây là con Hạnh này đang ngồi đi xe lăn. Em bé đang được nhân viên sân bay đẻ đi. Mà Sài Gòn đúng đông thì rồi đông dặn ghê. Bữa nay đúng là đi lễ nữa hả? Thứ sáu. Đi vô thang máy luôn. Trời ơi sướng vậy ta. Người ta xếp hàng mình đi vô này đi luôn. Ủa vậy đi nha. Bye bye. Bye bye. Dạ. Yeah. Rồi, hai vợ chồng đi rồi.